tin từ báo Tuổi Trẻ Online cho biết, cô giáo Trương Phương Hạnh bị xử lý kỷ luật ở mức cảnh cáo và không được đứng lớp, chuyển sang làm giáo vụ của trường. Chiều 19 tháng 10, thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cô giáo Trương Phương Hạnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 4 trên 3, trường tiểu học Trương Dương, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, đã bị xử lý kỷ luật sau hơn 15 ngày, bị tạm đình chỉ công tác vì xin phụ huynh hỗ trợ tiền mua laptop cá nhân. Theo đó, trường tiểu học Trương Dương đã có quyết định kỷ luật cô Hạnh với hình thức cảnh cáo. Đồng thời, trường cũng không bố trí cô Hạnh đứng lớp giảng dạy mà sẽ chuyển cô Hạnh sang phụ trách công tác giáo vụ từ ngày 21 tháng 10 đến hết năm học 2024-2025. Trước đó, như tuổi trẻ online đã thông tin, cô Hạnh là giáo viên chủ nhiệm lớp 4 trên 3, khối trưởng khối 4 trường tiểu học Trương Dương, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Cách đây khoảng một tháng, cô Hạnh bị nhiều phụ huynh lớp 4 trên 3 gửi đơn phản ánh về việc cô nhắn tin đề nghị phụ huynh hỗ trợ một laptop cá nhân với mức hỗ trợ khoảng 5-6 triệu đồng sau khi cô Hạnh xin hỗ trợ laptop, phụ huynh lớp 4 trên 3 đã đóng góp được 14,5 triệu đồng. Số tiền này, cô Hạnh giữ và chi cho cô bảo mẫu 300.000, quỹ khuyến học 500.000. Cô giữ số tiền còn lại của phụ huynh và xin hỗ trợ 5-6 triệu đồng từ phụ huynh để mua laptop cá nhân, khoảng 11 triệu. Nhưng sau đó có một số phụ huynh không đồng ý hỗ trợ cô Hạnh mua laptop cá nhân. Cô Hạnh thông báo sẽ không soạn đề cương ôn tập cho học sinh. Phụ huynh lớp 4 trên 3 rất bất bình với những việc làm và thái độ của cô Hạnh và đã phản ánh đến báo chí. Sau vụ việc, cô Hạnh đã bị lãnh đạo trường tiểu học Trường Dương tạm đình chỉ công tác trong vòng 15 ngày để tiến hành xác minh, làm rõ theo đơn thư phản ánh. Đồng thời, lớp 4 trên 3 do cô Hạnh chủ nhiệm đã được giao cho cô Đinh Thị Kim Thoa, phó hiệu trưởng trường này, phụ trách giảng dạy. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận 1 khẳng định sẽ xử lý nghiêm vụ việc, cho biết đây là trường hợp cá biệt tại địa bàn. Sáng ngày 1 tháng 10, lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo quận 1 đã có buổi trao đổi thông tin với báo chí. Xoay quanh câu chuyện cô giáo Trương Phương Hạnh là giáo viên chủ nhiệm lớp 4 trên 3, trường tiểu học Trương Dương, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, xin phụ huynh hỗ trợ tiền mua laptop, gây xôn xao dư luận. Ông Võ Cao Long, trường phòng giáo dục và đào tạo quận 1 cho hay sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, không bao che sai phạm, công khai, minh bạch, làm rõ thông tin dư luận. Để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho học sinh, cô Đinh Thị Kim Thoa là phó hiệu trưởng trường tiểu học Trương Dương sẽ phụ trách giảng dạy lớp 4 trên 3 vào sáng ngày 1 tháng 10. Ghi nhận của Tiên Phong, trong sáng ngày 1 tháng 10, có 36 trên 38 học sinh lớp 4 trên 3 đến lớp, 2 học sinh nghỉ học vì bị ốm. Ông Long cho biết, trong tối ngày 30 tháng 9, Ban giám hiệu trường tiểu học Trương Dương thành lập nhanh tổ công tác gồm đại diện phòng giáo dục quận 1, cấp ủy, ban giám hiệu, công đoàn trường, ban thanh tra nhân dân đến tiếp xúc động viên cô Hạnh ngay trong tối ngày 30 tháng 9. Ban giám hiệu trường tiểu học Trương Dương đã đề nghị cô Hạnh tương trình làm rõ những nội dung có liên quan đến cô đang được đăng tải trên mạng xã hội và nộp trước 9 giờ ngày 3 tháng 10. Trả lời câu hỏi của báo chí về lý do nhà trường động viên cô giáo đang bị phản ánh sai phạm, ông Long lý giải, động viên ở đây có nghĩa là trong cuộc sống ai cũng có những quyết định mang tính thời điểm và đôi khi nóng vội, tổ công tác đến nhà để tìm hiểu thông tin, tình cảm, tư tưởng của cô. Phóng viên tiếp tục nêu vấn đề về việc cô Hạnh trả lời với báo chí rằng việc xin laptop cô nghĩ là bình thường, là xã hội hóa giáo dục. Ở cương vị của một nhà giáo, một cán bộ quản lý giáo dục, trường phòng giáo dục và đào tạo quận 1 có quan điểm gì? ông long nói chỉ phân tích hai kế cạnh quan điểm của ông nếu là một nhà giáo cô hạnh phát biểu như vậy là không được tuy vậy cần phải tìm hiểu thông tin nhiều chiều đang tạm đình chỉ cô hạnh để xem xét rõ cụ thể từng vấn đề ông long nói theo ông Long qua sự việc trên, Ủy ban nhân dân quận 1 đã giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu việc kiểm tra thu chi đầu năm của các trường học trên địa bàn. Thời gian sắp tới, Phòng Giáo dục sẽ trực tiếp chỉ đạo phân công nhân sự, nắm bắt nội dung của các cơ sở giáo dục để tháo gỡ vướng mắc, xử lý các vấn đề phát sinh. Sáng ngày 1 tháng 10, ông Võ Cao Long, trường phòng giáo dục và đào tạo quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, trao đổi thông tin nhanh với báo chí về vụ việc giáo viên xin phụ huynh ủng hộ tiền mua máy tính cá nhân, tức là laptop, xảy ra tại trường tiểu học Trương Dương, gây bức xúc trong thời gian qua. Theo ông Long, lãnh đạo quận 1 đã họp và thống nhất kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật nếu có, không bao che các hành vi vi phạm. Việc xử lý sẽ được thực hiện công khai minh bạch, làm rõ thông tin dư luận. Để đảm bảo điều kiện học tập tốt nhất cho các em học sinh, Ban giám hiệu trường tiểu học Trương Dương Thống Nhất cử cô giáo Đinh Thị Kim Thoa là phó hiệu trưởng nhà trường sẽ thay thế cô Trương Phương Hạnh phụ trách việc giảng dạy các em học sinh lớp 4 trên 3 ngay trong sáng nay. Cô giáo Kim Thoa từng là giáo viên dạy giỏi nhiều năm liền, được trao tặng nhiều giấy khen các cấp. Từ chiều ngày 30 tháng 9, cô Thoa đã chủ động tham gia tương tác với nhóm phụ huynh của lớp. Ban giám hiệu nhà trường đã ban hành quyết định phân công cô Thoa đảm nhận nhiệm vụ phụ trách lớp 4 trên 3. Trước đó, nhà trường dự kiến sẽ bố trí một giáo viên thỉnh giảng đứng lớp để thay thế cho cô Trương Phương Hạnh trong thời gian cô bị đình chỉ công tác. Bên cạnh đó, Ban giám hiệu trường tiểu học Trương Dương đã thành lập nhanh tổ công tác gồm đại diện phòng giáo dục và đào tạo, cấp ủy, ban giám hiệu nhà trường, công đoàn trường, ban thanh tra nhân dân đến gặp gỡ tiếp xúc với cô giáo Hạnh trong tối ngày 30 tháng 9. Ông Long thông tin, Ban giám hiệu trường đã đề nghị cô giáo Trương Phương Hạnh tương trình làm rõ những nội dung có liên quan đến cô đang được đăng tải trên mạng xã hội và nộp trước 9 giờ ngày 3 tháng 10. Qua vụ việc trên, ông Long cho biết, Ủy ban Nhân dân quận 1 đã giao cho các đơn vị liên quan cùng phối hợp kịp thời tham mưu việc kiểm tra thu chi đầu năm học của các trường trên địa bàn. Trường phòng giáo dục và đào tạo Võ Cao Long nói, sau sự việc này, thời gian sắp tới, tôi sẽ chỉ đạo phân công nhân sự, theo dõi, chia sẻ nắm bắt nội dung của các cơ sở giáo dục trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc khó khăn cũng như xử lý các vấn đề phát sinh. Theo ghi nhận, vào sáng ngày 1 tháng 10, có 36 trên 38 học sinh lớp 4 trên 3 đã đi học trở lại, còn hai bé nghỉ học do bị ốm. Số lượng trên đã tăng rất cao so với ngày 30 tháng 9 khi chỉ có 24 bé đi học nguyên nhân số lượng học sinh nghỉ học nhiều do phụ huynh chưa nhận được thông tin chính thức về việc bố trí giáo viên đứng lớp thay thế cô trương phương hạnh bản thân nhiều cha mẹ cảm thấy không an tâm khi cho con tới trường những động thái trên được đưa ra sau ồn ào khi cô giáo trương phương hạnh có hành vi xin phụ huynh ủng hộ tiền mua máy tính đồng thời có những lời lẽ không chuẩn mực khi phát ngôn trong một cuộc họp nội bộ nhà trường, cô Trương Phương Hạnh nói tính tôi thẳng thắn nên người ta không thích tôi. Chỉ những phụ huynh hiểu chuyện có ăn học mới thích tôi thôi. Tôi chỉ giao du với những phụ huynh đó, còn những phụ huynh đầu đường xó chợ tôi không giao lưu. Nữ giáo viên tiếp tục, trên mặt bằng phương câu kho này toàn dân gì đâu không, dân học thức ít lắm, họ ăn đằng sóng, nói đằng gió, sáng gọi điện nói với tôi một kiểu, chiều lại nói giọng khác, trở mặt còn hơn cả bánh tráng. Mỗi người chủ nhiệm, người ta có nỗi đau khổ của người ta. Những hành vi trên của cô giáo gây bức xúc trong dư luận xã hội. Hiện cô Trương Phương Hạnh bị tạm đình chỉ công tác với thời hạn 55 ngày. Lý do để xác minh làm rõ đơn phản ánh, ổn định tình hình phụ huynh và học sinh trong thời gian xem xét hướng xử lý kỷ luật. Không giao du với phụ huynh đầu đường xó chợ trong diễn biến mới vụ cô giáo xin tiền ủng hộ mua máy tính xảy ra tại trường tiểu học Trương Dương ở phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, xuất hiện một đoạn ghi âm dài hơn 4 phút được cho là phát biểu của cô giáo Trương Phương Hạnh là chủ nhiệm lớp 4 trên 3, người bị phản ánh trong một cuộc họp nội bộ của nhà trường. Trong đó cô giáo đã có những lời chia sẻ nặng lời dành cho giáo viên phụ huynh. Đoạn ghi âm thể hiện tiếng của người phụ nữ liên tục la hét, phẫn nộ, quát nạt. Dù được yêu cầu tôn trọng tập thể nhưng người này vẫn lớn tiếng cho rằng là bản thân không sai, thách thức những người còn lại Người này nói rằng làm giáo viên chủ nhiệm là làm dâu chăm họ, khi thương thì nói khác, không thương thì lại nói khác. Đoạn ghi âm thể hiện tính tôi thẳng thắn nên người ta không thích tôi, chỉ những phụ huynh hiểu chuyện có ăn học mới thích tôi thôi. Tôi chỉ giao du với những phụ huynh đó, còn những phụ huynh đầu đường xó chợ tôi không giao du. Người phụ nữ tiếp tục quá to. Trên mặt bằng phường câu kho này, toàn dân gì đâu không, dân học thức, ít lắm, họ ăn đằng sóng, nói đằng gió, sáng gọi điện nói với tôi một kiểu, chiều nói giọng khác, trở mặt còn hơn cả bánh trắng Mỗi người chủ nhiệm, người ta có nỗi đau khổ của người ta. Cô giáo Trương Phương Hạnh thừa nhận đoạn khi âm trên được cô nói trong một buổi họp cùng với ban giám hiệu liên tịch trong trường. Khi đó có giáo viên khác chỉ trích về các việc làm của cô, nói năm nào cô cũng bị phụ huynh thưa nhưng không có bằng chứng khiến cô Hạnh càng thêm bức xúc trả lời câu hỏi vì sao là một giáo viên lại dùng những lời không hay như đầu đường xó chợ, ít học, trở mặt còn hơn bánh tráng để nói về phụ huynh tại phường Cầu Kho. Cô Phương Hạnh giải thích mấy hôm đó bản thân cô đang có tâm trạng không tốt. Mặt khác, có phụ huynh khi nói chuyện với cô giáo thì khác, nhưng khi phát biểu tại cuộc họp thì lại nói ngược lại, khiến cô giáo bất ngờ. Cô Trương Phương Hạnh giải bày, tôi quá giận nên mới nói như vậy, nữ giáo viên cũng thừa nhận mình sai khi đã vận động phụ huynh hỗ trợ tiền mua máy tính và giữ quỹ cha mẹ học sinh không đúng theo thông tư hướng dẫn của ngành giáo dục cô hạnh nói tôi đã sai khi không hiểu thông tư về xã hội hóa những ngày qua tôi bị ảnh hưởng tinh thần sức khỏe rất nhiều và cũng mong sự việc sớm được giải quyết sau sự việc nữ giáo viên đã xin lỗi phụ huynh mong họ yên tâm vì cô vẫn giảng dạy và yêu thương học sinh tuy nhiên hiện nhiều phụ huynh vẫn quyết tâm xin chuyển lớp cho con Ông Trần, là phụ huynh lớp 4 trên 3 cho biết, đã rất sốc khi nghe cô giáo mắng chửi đồng nghiệp cha mẹ học sinh như vậy. Vì thế ông không còn tin tưởng giao con em cho cô giảng dạy. Ông Trần nói, mong muốn của nhiều phụ huynh trong lớp là được đổi giáo viên cho con. Tôi cho rằng cô không còn xứng đáng để đứng trên bục giảng. Ông Lê Công Minh, là hiệu trưởng nhà trường cho biết, về nội dung trong kỳ âm, ông sẽ có thông tin chính thức sau khi vụ việc được làm sáng tỏ. Ông Minh cho hay, ngày hôm nay, ngày 30 tháng 9, nhà trường mới ra quyết định chính thức tạm đình chỉ công tác cô Hạnh. Trường bố trí một giáo viên thỉnh giảng đứng lớp, thời gian tùy thuộc vào quá trình xử lý vụ việc. Ông khẳng định sẽ xử lý nghiêm không bao che. Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với viên chức nêu rõ, cô Trương Phương Hạnh là giáo viên chủ nhiệm lớp 4 trên 3, kiêm khối trưởng khối 4, bị tạm đình chỉ 15 ngày. Lý do để xác minh làm rõ đơn phản ánh, ổn định tình hình phụ huynh và học sinh trong thời gian xem xét hướng xử lý kỷ luật. Quyết định ghi bà Trương Phương Hạnh có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu, máy móc, thiết bị, đồ dùng dạy học và các nội dung liên quan đến trường và lớp cho giáo viên chủ nhiệm mới. Trong thời gian tạm đình chỉ, bà Hạnh phải đảm bảo giữ liên lạc thông suốt khi có yêu cầu giải trình hoặc là cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến việc xem xét xử lý kỷ luật hoặc trao đổi thông tin liên quan.